sợ à? Con này bán thế nào? Sao nó yếu thế? Có ăn cơm không? Há mồm xem nào, xem có đốm lưỡi không? Trong này là có con nữa à? Ôi giời ơi. Vừa rồi. Kẹp rồi. Thằng méo bà. Tô kìa nè. Mi méo đậm không? Tô đậm à? Con lại con méo đậm rồi. Nó đậm không à? Nó đậm mi mi đây, nó mọc mấy cái đó. Mọc mọc. Một đi. Sáu mươi nghìn nuôi to to một chút đi thịt. Bao nhiêu tiền một con? Con này. À, con cái à? Nhưng mà đen không đen hết nhỉ? Giản giản đấy. Dạ, ôm nhau hết. Giống này không có huyền đề không nhỉ? Ây dù. Nào. Ám ấm. Trời ơi. Hai con đực. Mẹ
mày mõm dài thế nhỉ? À thế. Buồn mà. Bực quá. Con này cũng thế mà, buồn mà nó nhăn nhăn nó còn thấy. Con này mũm đấy nhỉ? Con này ăn tốn cơm lắm. Nó lại có cái gì ở đây? Con này bán bao nhiêu? 1 triệu à? 5 cân mỗi cân 250 à? Được 5 cân không? Mấy con giống nhau thế nhỉ? Cái à, mình bán hết cả chuồng này à? Con này á? Bao tiền một con chị? Con kia? Hai con này to hơn à? Con này nhà bao nhiêu? Cái này hả? Cái này xù, cái này cầu quý. 300. Xù đẹp nhưng mà về có nó ăn cơm nó có ăn ấy, cái này ăn cho bé là hay ốm lắm. Rẽ thế này thì hay ốm lắm. Mà béo mà. Cái này bố trắng là bằng gì? Có được hai con này xù. 300. 300 thôi. Bằng gì? 300 được thì mua. Bây giờ nó không. Nó đây bán. Quá rồi, chỗ nào có sắt đâu, sắt nổi không? Dạ đấy. Phát thanh là bắt được chờ áo của em. Chắc chỗ là gì mua đi. Chỗ là hai tỷ ba, áo tủ của nhập vào đi. Dạ. Cùng một đàn hết à? Cái này một đàn. Thế cái đàn kia? Cái này à, kia của họ. Nhiều thế. Được à? Rồi tí quay lại lấy nhá. Để đây. Ừ, thì giảm được thì cứ bán thôi. Nhưng mà cứ để đấy tí quay lấy thì tôi lấy. Có một cháu mua mấy ảnh to to. Là nuôi chó thịt thôi. Mà sao nó khoang quá nhỉ? Bao tiền một con cô? 700. À. Phòng loại bên kia bán 1 triệu còn. Bao nhiêu?
nó nhiều màu quá. Con nào cũng 700 một cô. Con này bạn này bạn được à, được mà rút này. Được, cho cô con đi. Ô chó nó ngủ rồi. Này cộc đuôi à? Nhiều chó săn đấy. Con này cũng cọc nốt. Con này nhiều, nhìn nhiều vện. Mồm cũng xù à? Sợ hơi nhỏ quá. Ăn cơm mát lắm anh ạ. Ăn cả mấy đôi này. Đấy, như bông. Thế ở nhà mụ nó cứ sủa thế này à? Chỉ sợ đi săn gà thôi. Gà hàng xóm nó chạy về nó bắn đèn chết. Không cho sợ. Con trắng đi anh. Thế nhỏ quá. Anh cũng khỏe lắm. Khỏe mới dám mang đi bán chứ không thì mang đi bán làm gì. Mang đi bán thì mọi người nuôi được trả thương nó hơn á. Nhà có trẻ con nó bò. Bà bán chó à? Hả? À mua à? Bán. Nó đẹp thế mà bán đi, phí. Nhưng mà nuôi miến luôn mà. Không. Rẻ. Bao nhiêu ạ?